trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ Puneet Kanwar thăm Việt Nam nhằm đánh giá việc triển khai quan hệ đối tác toàn diện song phương cũng như hợp tác trong lĩnh vực an toàn hàng hải. Thứ trưởng Bộ Thương mại Hoa Kỳ Stephen Selick và Phó Thủ tướng Việt Nam Vũ Văn Ninh gặp nhau trao đổi về tình hình đàm phán Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP. Thành phố Cần Thơ kết nghĩa với thành phố Riverside, bang California, Hoa Kỳ. Quan hệ kết nghĩa giữa hai thành phố sẽ là cơ hội mới để trao đổi văn hóa, giáo dục và kinh tế. Những người phản đối thì cho rằng việc kết thân với một thành phố của đất nước theo chủ nghĩa cộng sản như Việt Nam là sự xúc phạm đến các cựu chiến binh từng tham chiến để bảo vệ lý tưởng tự do. Ngoại trưởng Philippines cảnh báo Trung Quốc vẫn tiếp tục các hoạt động bất hợp pháp ở Trường Sa là những hành động đe dọa ổn định cho tất cả các nước ASEAN. Ông cho biết sẽ đem vấn đề này ra trình bày tại hội nghị cấp ngoại trưởng ASEAN trong một ngày gần đây vì ảnh hưởng trực tiếp đến tự do hàng hải trên tuyến đường biển rất quan trọng cho các quốc gia trong khu vực và cho toàn thế giới. Chính phủ Nhật Bản dồn mọi nỗ lực để cứu hai công dân đang bị quân khủng bố Hồi giáo ISIS bắt giữ làm con tin. Dựa theo thời điểm cuốn video được công bố thì thời hạn chót mà quân ISIS đặt ra là 2 giờ 50 phút chiều mai, tức là 12 giờ 50 phút trưa giờ Việt Nam.